bự hơn cái vừa nãy hả? Cái này cái bự hơn ít. Quay lại mà phải bắt cỡ và quay lại chỗ khác. Ba ăn một dĩa mà hai ổ gì không biết, một cái ly cà phê cái gì lên trên máy bay chắc nó đổ cho anh gì đâu hả? Ồ, cá vẫn đổ mình xe bánh mì đó dạ dữ ha. Còn đâu má có sáu trong bàn anh. The airplane we're going on? Yep, that's right. Yeah, they are. Oh, it's a 900. When we were being on the no, they have picked up. Being one. Yeah, anh heo nửa đi, còn cái đó để lát nữa xuống dưới nó ăn. Má ăn không hết đâu. Cũng ăn có phần nửa rồi. Sao má không lấy cái giấy chùi miệng ở đây? Đâu có. Anh còn ngon hơn là cái xếp quê. Xếp quê nó bỏ cho có miếng thịt mỏng tè. Mommy, Daddy, ăn nữa. Đi ăn nữa hả? Không, finish eating. Finishing to eat. Cà phê đắng lắm mẹ, không có biết cái gì không, người ta làm bị sặc. Cái gì ớt hả? Cái gì cay? Ớt. Ớt ở đâu vậy? Hot chili á. Nè, đúng rồi phải không? Ô, nó mua, nó đi nè, nó đi nè. Nó mua. Thấy ngon không?